Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bảo Thể Thao. Về những thông tin quan trọng, mời các bạn cùng admin điểm qua vài tin chính có trong bản tin hôm nay. Mẫu vẫn chờ Ken, Ten Hag có thể rời MU. Qatar sa phán quyết cuối cùng mua lại MU. West Ham làm chút giải pháp thay Delan Có rất nhiều thông tin khác sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU vẫn chờ Hurricane, Ten Hag có thể rời MU. Với việc Real Madrid ngưng quá trình đàm phán, MU là đội duy nhất hiện vẫn đang liên hệ chuyển nhượng chân sút Kane. Theo The Atlantic, Real Madrid đang hướng đến mục tiêu với Lautaro Martinez để thay Karim Benzema. Đội bóng Tây Ban Nha không cạnh tranh với MU về Kane vì nhiều lý do. MU dự định thúc đẩy quá trình thảo luận với Tottenham trong những ngày tới, nhưng quỷ đỏ sẽ không vội vàng. Hiện tại, MU đang cố gắng giải quyết vấn đề chuyển nhượng quyền sở hữu. Đây là cuộc đua song mã giữa Hoàng gia Qatar và Jim Ratliffy. Cho dù ai là người đạt được thỏa thuận với nhà Glazer, Harry Kane vẫn sẽ là ưu tiên để mở ra kỷ nguyên mới tại Old Trafford. MU được cho là sẵn sàng đáp ứng Tottenham với số tiền 100 triệu bảng để có chữ ký của đội trưởng tuyển Anh. Bên cạnh đó, giữa Atlantic đưa tin giữa Eric Ten Hag và giới chủ Glazer đã xảy ra những bất đồng về chính sách điều hành câu lạc bộ. Huấn luyện viên 53 tuổi muốn có kế hoạch chuyển nhượng cụ thể để nâng cấp đội bóng, nhưng nhà Glazer lại tỏ ra thờ ơ. Bên cạnh đó, tình hình đổi chủ đi vào bế tắc cũng khiến ông thất vọng khi không biết mình sẽ làm việc cho ai vào mùa tới. Nếu tương lai của MU không được xác định rõ ràng trong vài tuần tới, sự ra đi của Eric Ten là có thể xảy ra. Bản à, nếu Arsenal định giá mua đứt Kai Havertz từ Chelsea. Theo Daily Telegraph, Arsenal cũng muốn có chữ ký của Kai Havertz sau mùa giải năm nay. Real Madrid đã tiếp cận tuyển thủ Đức sau khi Karim Benzema chuyển đến Ả Rập Xê Út chơi bóng. Tuy nhiên thương vụ bị đóng băng do đòi hỏi quá cao từ phía Chelsea. The Blue sẽ không ngăn cản nếu Harvard muốn ra đi, dù vậy thì họ quyết tâm thu lại số vốn gần bằng chi phí đã trả cho Liverpool Leverkusen 3 năm trước. Mức giá 70 triệu bảng mà Chelsea yêu cầu khiến nhiều câu lạc bộ e ngại dù họ cho rằng con số này là hợp lý. Đáng chú ý nguồn tin khẳng định, Arsenal không sẵn sàng trả hơn 50 triệu bảng cho tiền đạo người Đức. Real Madrid cũng có quan điểm tương tự Arsenal. Điều này khiến Chelsea rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Hợp đồng của Harvard sẽ hết hạn vào năm 2024 và cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy Harvard muốn gia hạn. Tình trạng của Harvard tương tự với Mason Mount, Chelsea sẵn sàng bán đứt nhưng đưa ra mức giá quá cao dù chỉ còn một năm trong hợp đồng. Qatar ra phán quyết cuối cùng mua lại MU. Nintu Faresen của Hoàng gia Qatar đã đưa ra lời đề nghị thứ năm và cũng là lời đề nghị cuối cùng kể từ khi quá trình đấu thầu tiếp quản MU bắt đầu vào tháng 2 nhà thầu tới từ Qatar do Bin Hamad Thani đứng đầu đã đưa ra mức giá cuối cùng nhằm chấm dứt quá trình kéo dài và gây áp lực buộc nhà Glazer phải đưa ra quyết định. Theo nhà báo nổi tiếng Ben Jacob, thời hạn của nhà Glazer sẽ là 2 tuần và không có cuộc đàm phán tài chính nào nữa được lên kế hoạch diễn ra. Tuy nhiên, Qatar không từ bỏ giá thầu và vẫn lạc quan về việc sẽ tiếp quản thành công quỷ đỏ. Nito đang trong cuộc đua hai chiều với một tập đoàn do tỷ phú người Anh Sir Jim Ratcliffe dẫn đầu, người đã đưa ra lời đề nghị rằng nhà Clazer sẽ tiếp tục là cổ đông thiểu số trước khi bị mua lại trong tương lai. Mặt khác thì giá thầu của Qatar sẽ chứng kiến họ kiểm soát hoàn toàn MU và trở thành chủ sở hữu tư nhân. Các chủ sở hữu hiện tại của MU vẫn chưa đưa ra quyết định về việc giá thầu nào trong số hai giá thầu cuối cùng sẽ thành công. Trước tình hình trên, Erik ten Hag được cho là đang cảm thấy không hài lòng. Nhà cầm quân người Hà Lan hy vọng có thể nhanh chóng thay đổi chất lượng đội hình bằng cách bán bớt một vài cầu thủ và chiêu mộ thêm những tân binh chất lượng. Những động thái chậm trễ của nhà Glazer trong cả việc quyết định bán câu lạc bộ lẫn duyệt chi mua cầu thủ đã khiến kế hoạch của Ten Hag bị đình trệ. <laughs> ba West Ham chốt giải pháp thay West Ham đang triển khai kế hoạch đưa Edson Alvarez gia nhập bóng đá Anh trong mùa hè năm nay. Đây được xem là động thái của West Ham để thay thế cho Delan Rài, người đang phân vân giữa ba lựa chọn Arsenal, MU và Bayern Munich. West Ham vừa giành chức vô địch C1 nên có xuất vào vòng bảng Europa League mùa sau. Ngay từ lúc này, câu lạc bộ Thánh London sớm có kế hoạch chuẩn bị cho những cuộc phiêu lưu mới. Edson Alvarez có nhiều kinh nghiệm ở đấu trường châu Âu với Ajax. Cầu thủ 25 tuổi này cũng là trụ cột của Mexico những năm qua. Hợp đồng của Alvarez với Ajax còn thời hạn đến năm 2025, dù vậy thì ý định của anh là chuyển đến môi trường ngoại hạng Anh để thể hiện mình. Gundogan đồng ý hợp đồng 3 năm với Barca. Mundo cho hay, đội trưởng IK Gundogan sẽ rời Man City vào hè này với điểm đến là Barca. Nguồn này tuyên bố, Gundogan đã đồng ý hợp đồng 3 năm với Barca và đội bóng xứ Catalan. Barca đã làm không đủ để đưa Messi trở lại, nhưng nguồn tin khẳng định họ sẽ đảm bảo khả năng đáp ứng được lương cho Ikay Gondogan. Huấn luyện viên Xavi được cho là rất thích Gondogan và có khả năng đưa anh vào đội hình chính của Barca bên cạnh những đề dòng Pedri và Gavi. MU nguy cơ không được tham dự cúp C1 Theo thông tin mới nhất, MU đang có nguy cơ không được tham dự vòng bảng cúp C1 mùa 2023-2024, Lý do là bởi đội bóng chủ sân Old Trafford vẫn đang vướng vào quá trình đổi chủ. Gia đình nhà Collager bày tỏ mong muốn bán MU, song ngay cả khi đã có những lời đề nghị đưa ra từ hai ứng cử viên sáng giá gồm Sir Jim cùng với giới chủ Qatar, đứng đầu là tỷ phú Qatar liên tục gửi tới các khoản tiền khổng lồ thì phía nhà Collager vẫn từ chối nhượng lại quyền sở hữu câu lạc bộ. Theo quy định từ Liên đoàn bóng đá châu Âu, bất kỳ đội bóng nào vẫn đang trong quá trình mua bán chưa thể xác định được ông chủ mới khi thời điểm vòng bảng diễn ra thì sẽ không được phép tham dự các sân chơi như C1, C2 và C3. Vì thế MU sẽ phải nhanh chóng hoàn tất mọi thủ tục trước thời điểm tháng 9 khi vòng bảng cúp C1 châu Âu bắt đầu để họ có thể chinh chiến tại sân chơi hàng đầu lục địa già ở mùa giải tới. Gần nhất, phía giới chủ Qatar đã gửi lời đề nghị trị giá 5,2 tỷ bảng kèm theo 800 triệu bảng đầu tư ngay lập tức để xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư trang thiết bị và giúp Eric Ten Hag mua sắm cầu thủ. Chelsea dứt điểm Andre Onana Chelsea đang hy vọng có thể hoàn tất sớm quá trình đàm phán với Inter Milan để chiêu mộ thủ môn tài năng Andre Onana. Đội bóng thành London sau khi bổ nhiệm Mauricio Pochettino xem hai mục tiêu Mai Mai Nan và Onana là những lựa chọn cho vị trí trong khung thành. Dù vậy thì theo các nguồn tin từ Italy, Chelsea ưu tiên về việc chiêu mộ Onana, thủ môn có nhiều pha cứu thua nhất C1 mùa này. Quá trình đàm phán dự kiến được chốt ở mức 50 triệu euro, Chelsea rất cần thủ môn mới để Pochettino sớm xây dựng đội hình và lối chơi. Chelsea đang xem xét sử dụng Romelu Lukaku, cầu thủ đang được cho mượn ở Inter Milan là chìa khóa để giải quyết hợp đồng với Onana. Harry Maguire quyết ở lại MU. Một báo cáo tương tự cho biết Ten Hag rất muốn bán Maguire để cây quỹ hỏng nhanh chóng kết thúc thương vụ Kimmich của Napoli, người đã chơi rất nổi bật ở Serie A mùa giải vừa qua. Sau khi đó, tàu Spot tiết lộ Maguire không muốn rời khỏi sân Trafford trong mùa hè này, dù anh đã bị loại khỏi đội hình xuất phát của Hag. Rafael Varan và Lisandro Martinez là những trung vệ hàng đầu của chiến lược gia người Hà Lan nếu họ khỏe mạnh. Minze được coi là người thừa kế lâu dài cho Varan, người sắp bước sang tuổi 30. Newcastle cũng đang muốn sở hữu chữ ký của trung vệ người Hàn Quốc và có thể quyết định giữ lại Maguire để giúp đội hình mở ô dài hơn khi họ tham dự thêm C1 mùa tới. Vũ Kim Minze lại có biến. Theo Telegraph, MU vẫn chưa gửi lời đề nghị chính thức tới Napoli để hỏi mua Kim Min Jae, dù thực sự quan tâm tới trung vệ người Hàn. Được biết thì điều này của Napoli đang chuẩn bị gửi tới Min Jae một bản hợp đồng mới, động thái không phải là để ngăn anh ra đi mà là nhằm xóa bỏ điều khoản giải phóng hiện tại trong hợp đồng, khi đó Napoli có thể tự áp giá bán và buộc MU phải thương lượng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!